Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Xin chào cả nhà, xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Vận động viên nói gì. Và lúc này thì đoàn đua có truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã đến với thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, điểm đến di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Wow, ở đây rất là đẹp và quý vị khán giả ở khu vực này cũng đã ra đây để ủng hộ và cổ vũ cho các tay đua rất là đông nữa. Vậy nên là các tay đua ngày hôm nay đã thi đấu rất xuất sắc và cực kỳ sung sức. Như mình xin mời quý vị khán giả hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các coureur theo một cách đầy thú vị nhé. Xin mời! Hôm nay kinh nhỏ, kéo lên kinh nhỏ. Em đang nhìn đây. Dưới đang bảo là dưới nếu mà thả thì cho mình về thì mình cố gắng là về đến đây mình sẽ ăn mừng ở đây để không phụ lòng anh em sáng ngày thầy mình đi trước, nhưng mà ở dưới các đội không ăn mừng chữ B mà đúng không? Không chịu cho. Chữ B đúng không? Chữ B ấy ạ. À? Chữ B. Về ăn mừng chữ B kiệt chữ T. Anh là chữ B ấy, nhưng mà là do... Bình đúng không? Đúng rồi, Bình. Bình đó. Phải chạy nước miếng. Nhưng mà do các đội là không cho về nên là thôi, không ăn mừng được để chặng khác vậy. Thôi chặng khác, anh ăn mừng chữ B nha anh. Ok Bình. Sau là ăn mừng chữ C luôn rồi, không B nữa. Để cho có gì em được lên sóng một lần cho biết cuộc đời. Nhưng mà hồi nãy thì là cũng được tạo điều kiện đúng không anh? Nhưng mà cuối cùng thì lại bám sát làm nước rút thì đúng là hơi. Mình được tạo điều kiện đi trước để về đây để mình cố gắng mình sẽ lấy cái chiến thắng ở đây. Nhưng mà không được như mong muốn thì thôi, đồng đội anh Hoài lấy thì cũng không sao, như cũng đồng đội. Vẫn là đồng đội của mình. Mà cũng không, nhưng mà thôi, hôm nay là lên sóng như vậy là cũng không uổng công mấy chén chè. kéo mà muốn bể phổi luôn cái đường này luôn á, gió quá rồi. Như vậy là cũng quá xuất sắc cho trận đấu ngày hôm nay. Cũng nóng quá ha anh. Nóng quá Bình ơi, lúc đấy mà anh đi và anh đọc ước thì có ai đủ mông anh đi khoảng cây số rồi, được rồi. Để mai em đủ cho. Mai em lái xe, mô tô em đủ cho. Ali, what did you say in the morning? What? About coffee. Coffee in Vietnamese. Yeah, cafe da không đường. Cafe da không đường. No, that's not what that not you said in the morning today. Em ơi, cà phê không. Em ơi, cà phê da không đường. Biết rồi, anh biết tiếng Việt đó. Anh biết tiếng Việt mà. Anh đúng biết tiếng Việt mà đúng không? Đúng rồi, chút anh biết. What I taught you before, yêu Việt Nam lắm, you can speak. Yeah, yêu Việt Nam lắm, cảm bạn miền gâu Việt Nam. Cảm ơn Ali. Không có gì. Bye bye. Chúc Ali may mắn. Cảm ơn. You can understand. Again, you say. Chúc Ali may mắn. Không hiểu. Wish you all the luck. Yeah, come on, thank you. Ngôi sao trẻ, ngôi sao sáng 17 tuổi. Em rất hot trên TikTok, em có biết không? Biết. Em biết hả? Và hôm nay em cũng tính làm nước lớn đúng không? Giống như năm ngoái mình làm hả? Dạ, cũng muốn kiếm lại chút giống hoài niệm của năm ngoái. Mùa hoài niệm của năm ngoái. Ủa, chị nghe giọng em sao giống em cũng người miền Trung vậy ta? Em người Đà Lạt. Ủa, em người Đà Lạt hả? Quê nội em là ở đây. Wow, hèn gì chị hay có lai tiếng miền Trung một chút đúng không? Dạ, đúng rồi. Wow, vậy là chứng tỏ là mình cũng muốn về quê mình làm một chút điều gì đó ý nghĩa hả? Dạ đúng rồi. Mà hơi tiếc một xíu ha. Dạ. Là bị các anh không thả cho đi. Mà các anh bắt vô liền và làm pha nút rút. Thì thôi có anh Tùng làm phụ ở chỗ nút rút đó thì cũng được. Và so với năm ngoái và năm nay thì em cảm thấy mình khác nhau nhiều không? Dạ cũng nhiều chị. Khác biệt nhất là cái lực dò em đi tốt hơn năm ngoái nhiều. Đúng không, mà chị thấy như chị Hạnh Dung nè hay là các anh bình luận viên á cũng đã có những bình luận là thực sự là thấy Lộc đã thay đổi và trưởng thành rất nhiều, và đặc biệt là ngày hôm qua leo đèo cũng rất tốt nữa. Qua cũng dính được trên cái nhóm của mấy anh đầu. Mà hôm qua là rất khó khăn đúng không? Dạ. Để có thể bám vô được. Dạ, cũng
chung là ở sau hôm qua cũng kéo không phải là quyết liệt giống như năm ngoái, nên là em cũng dính được về top đông ở trên. Nhưng mà em có tập nhiều không để chuẩn bị cho năm nay, mùa giải năm nay? Dạ có, em tập đợt Tết về em cũng có tập. Em chắc về được 10 ngày thì em cũng tập được 5-6 ngày. Wow, và tập rất là nhiều thì năm nay mới có sự thay đổi về thể trạng nè. Và cũng như là thực lực cũng đã nâng cao lên đáng kể đúng không? Và chúc cho Lộc 17 tuổi bị gãy xương châu nha. Có may mắn lên với lại nhớ chặn sau làm lại mấy cái pha giống vậy nữa, biết đâu bất ngờ mình làm được thiệt nha. Dạ. Bye bye. Bảo chào khán giả đi Bảo. sao cười hay vui mắc cười vui cười sao vui mắc cười tôi nói gì mà vui. Năm nay á là có một cái sự cố ngay từ đầu là Bảo không về kịp với đội để chụp hình làm cái tấm poster, xong rồi Bình mới bảo là thôi anh Tùng ơi, anh gửi cho em Đại một tấm hình nào đó của Bảo đi để em lắp vô cho chung với cả nhà, chứ không lại thiếu Bảo nữa thì buồn lắm. Thế là nửa đêm anh Tùng lấy điện thoại ra chụp Bảo điên thui à, xong rồi thiếu sáng, thế là mang lên trên tấm poster. Còn mọi người comment gì Bảo còn nhớ không? Ẩn thần. Cái gì? Ẩn thần. Ẩn thân chi thuật. Xong rồi cái gì mà đúng tay gói mời nhân ảnh. nào tay đua người nước ngoài. Tay đua người nước ngoài có thể chia sẻ đôi chút về cuộc đua năm nay khi mà bạn tham gia, có khác gì so với năm ngoái không? Cuộc đua năm nay cũng như năm ngoái. Sao cũng như năm ngoái? Thì cũng đua từ Bắc Nam, khác là được đi Quảng Ninh, địa điểm mới, Hải Phòng mới. Trời, giống như kiểu đang đi du lịch chứ tôi không có thể là tôi đi đua luôn á. Nhưng mà thấy là năm nay tốc độ đẩy lên cao hơn rất nhiều mà đúng không? Cao hơn nhiều. Và thực lực của các tay đua cũng thật sự đáng gờm ha. Đáng gờm. Nhưng mà quân khu 7 và quân đội á, thì thi đấu cũng rất là xuất sắc. Trong những trận vừa qua là không có trận nào mà thiếu vắng cái tên quân khu 7 và quân đội ở những pha cuối hoặc là những cái pha tấn công hết á. Vì như Bình thấy là đó là một sự nỗ lực rất lớn của các tay đua. Thì Bảo cảm nhận như thế nào về tình hình cũng như là lực lượng của đội nhà mình? Thì đội mình là trẻ nên thì thi đấu hết sức thôi. Có nhiều chơi nhiều. Toàn là idol giới trẻ ha. Idol trẻ không, bển là idol top nữa. Bển là idol top. Ai idol top? Đó, thằng 85 luôn á. Lộc đúng không? Đúng rồi. Thôi để Bình xây dựng cho Bảo lên làm idol top chung nha. Thôi mà không có làm mày. À, sáng nay lúc mà chị Hạnh Dung livestream xong rồi anh Tùng có mật cái bài nhạc bánh mì không gì đó, xong lên là thấy mọi người quay MV ca nhạc nữa. Đúng rồi, anh Tùng có là camera quay riêng luôn mà. Ghê, đầu tư quá vợ. Ê, kiểu xịn sò luôn ha. Xịn sò đầy đủ hết. Ừ, mà thấy không khí cũng vui quá ha, tại vì các bạn toàn trẻ không ạ? Đúng rồi, vui chơi, trẻ mà còn trẻ còn khỏe còn chơi. Ghê. Ủa nhưng mà Bảo năm nay bao nhiêu tuổi ta? Năm nay 19 rồi, hết sắp hết trẻ rồi. Ủa vậy là Bảo sinh năm bao nhiêu? 23. Em nha cưng, cưng nói chuyện nãy giờ. Em nha cưng, chị anh chị nha cưng. Dạ chị. Ok, chúc cho Bảo thì đâu may mắn nha em. Chị. À, chị chơi bịch kẹo với chị. Sáng nay, ê, mở hàng luôn á. Đang tính là cho nhưng mà nãy giờ vội quá không cho ai hết trơn. Nè thôi cho luôn á. Nè thôi ăn mấy cục đi mới dám lấy. Trời ơi, còn ngại nữa, nghẹn mà ngại. Thank you. Phải mua chuột gì anh Dung để mai chụp hình lại. Đó, mai chụp hình hả? Ủa chưa chụp hình gửi chị Hạnh Dung luôn. Chị hứa từ Quảng Ninh tới giờ vậy có chụp đâu. Vậy để cho mình insert cái tấm hình xương khói mờ nhân ảnh ở đây của Gia Bảo. Tột tuyệt sợ. Thôi, chúc may mắn nha. Em cảm ơn. Ăn bánh này chắc mai cũng thi đấu xuất sắc lắm á. Thì cũng ngày nào cũng cố gắng rồi. Vừa rồi là những chia sẻ của các cô rơ sau khi hoàn thành trận đua ngày hôm nay. Và quý vị khán giả hãy tiếp tục ủng hộ thật nhiều, cũng như là hãy gửi đến cho chương trình những câu hỏi để Như Bình có thể dành tặng đến cho các cô rơ của chúng ta, cũng như là chúng ta sẽ biết thêm thật là nhiều những thông tin để thú vị nhé. Còn quý vị khán giả cũng có thể theo dõi chương trình một cách trọn vẹn nhất trên ứng dụng HTVC cũng như là trang web htvc.com.vn. Và bây giờ thì Như Bình phải nói lời chào tạm biệt rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm.